Và chào sự các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì mình là Chris đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lại một tập của Minecraft sinh tồn siêu khó các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 26, đúng không ta? Đúng rồi. Thì như các bạn đã thấy là ở đây có một thanh niên dân zombie dân làng, đúng không? Không phải thanh niên này là mình dắt từ cái chỗ máy phao của mình lên đâu, mà là sau khi mà mình đi qua bên cái ngôi làng của mình ấy, thì mình thấy cái con zombie dân làng thủ thư này nè các bạn thấy không, và bước ra từ cái ngôi làng các bạn, ngôi nhà của dân làng ấy, và thế là mình đem về đây luôn. Mình nghĩ là ông này là ông trao đổi sách sửa chữa với mình nè, nên mình đem về đây và mình định sửa chữa, gọi là chữa trị cho ổng. Và ok, bây giờ thì mình sẽ cho ổng cắn luôn mấy ông dân làng còn lại, rồi sau đó mình sẽ chữa trị hết một lượt đó. Không được, như vậy thì không ổn các bạn ơi. Vậy là mình chắc là phải đem ông này xuống dưới đi, tại vì mình không còn nhiều táo vàng cho lắm. Ok, mình sẽ đem xuống lại cái nhà kho của mình. Đây thì mình đã mở rộng cái đường đi ra, nó cho nó rộng hơn. Và mình đã chuyển hết tất cả đồ xuống dưới đây rồi các bạn. Đây, và bây giờ mình đã phân rõ đồ ra rồi một cách rất là ok. Thì Uyam, trời, mình phải chắc thanh niên là đi một vòng nữa. Ở trong mấy cái đường này thì mình vẫn còn chỗ trống khá là nhiều đây. Đó. Và sau này thì nếu mà mình có nhiều khối lượng block quá các bạn, thì mình sẽ mở rộng thêm. Đây, thì tạm thời thì tới đây thì mình sẽ lấy cái thuốc này cái đã. Đây cái này nè các bạn. Ok. Và mình sẽ cần thêm một quả cơ đồ apple nữa. Ok. Mình phải chạy vòng vòng cái này nè, khổ chưa. Đầu tiên thì mình sẽ lấy táo, sau đó thì mình sẽ lấy vàng, và mình sẽ chế tạo ra táo vàng và cho thanh niên này ăn thôi. Thì tập này thì mình cũng đi khám phá nữa, nên mình sẽ chế tạo hai cái luôn. Hello, nó mất tiêu rồi ta. Ấy, đây thanh niên đây rồi. Thì mình sẽ boom. Rồi, ok, mình sẽ chữa trị cho thanh niên ngay chỗ này. Thì hy vọng là thanh niên này không đi lung tung các bạn ơi. Rồi, thì chưa kịp làm gì hết rồi thanh niên này cứ chạy vòng vòng hoài à. Ok, mình sẽ chặn đường lại luôn nha. Ok. Rồi, ui da, được rồi. Rồi mà, rồi. Đó, thế là zombie này sẽ bị chặn đường chỗ này. Thì lát mình quay lại thì thanh niên này sẽ được chữa trị thôi. Thì hiện tại là buổi sáng mà mình mới vừa thức dậy các bạn ơi, nên cái giọng của mình nó không có được mỹ mãn cho lắm, nó không có được mượt mà cho lắm. Nó hơi cứng và nó hơi đơ các bạn ơi. Hello. Rồi, thì tập hôm nay là mình sẽ làm gì? Thì hôm nay thì mình có một cái quyết định nhỏ nhỏ, là mình sẽ đi tìm cái cổng The End các bạn. Đó, để trong những tập sau thì mình có thể giết rồng luôn. Tập này thì mình chỉ định đi tìm thôi, và tìm thư viện thôi. Đó, tại vì mình chưa có búa đi ngục để mà mình chế thuốc nữa, làm sao thì mình có thể đi được. Đó, trước tiên là mình chỉ tìm để mà thấy được cánh cổng đó thôi. Thì ở đây thì mình có rất là nhiều ngọc Ender này, và kèm theo đó thì mình có cũng khá là nhiều cái que cui lửa này. Thì mình sẽ đổi bớt ra. Đây, mình sẽ đổi hết tất cả thành mắt của Ender luôn. Ok em ta, hình như là mình chỉ dùng mắt của Ender thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ có được 19. Cũng nhiều quá nhờ. Ở đây thì mình đem theo một ít bọc quỷ lửa để mà mình dùng luôn các bạn ơi. Đó, táo vàng thì mình cũng sẽ đem theo. Còn mình không nhớ là mình đã để cái vật tổ trường sinh của mình ở đâu nữa các bạn. Cho nên mình cứ tìm hoài thì không thấy thôi. Tại vì mình đã dọn hết tất cả các rương rồi, và mình vẫn chưa tìm được cái vật tổ trường sinh đâu nữa. Thiệt tình luôn. Ok, thì đây mình còn dư khá là nhiều rương này. Mình sẽ để rương ở đây. Đó, dư 28 rương lận. Rồi, bây giờ thì mình thử đi qua bên cái máy phao của mình xem sao. Đó, thì giới thiệu các bạn sơ qua thì mình có làm cái đường đi như thế này. Đây, đây mình sẽ phá ra thế này. Bên căn phòng này á, thì mình sẽ cần sửa chữa lại sau các bạn. Mình sẽ cần một cái máy farm dân làng, rồi sau đó thì mình mới có thể thêm nhiều ông dân làng mà mình trang trí lại nữa. Đó, chỗ này thì chúng ta có thể đi ngang qua luôn như vậy. Đó, và mình lát thì nếu mà mình có thời gian về sớm ấy, thì mình sẽ làm một cái hệ thống thang máy. Đây, thang máy bằng kính ấy, mình sẽ đi lên một phát là mình lên tới trên luôn. Nên vì thế là các bạn thấy mình chuẩn bị các linh hồn với lại tảo bẹo. Đó, đó là lý do đó. Thì mình sẽ cất các linh hồn ở chỗ này đi. Tảo bẹ thì mình sẽ cất ở đây. Ok, cất tảo bẹ ở đây đi. Rồi, đó, như thế là mọi việc nó đã khá là suôn sẻ rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần đi khám phá nữa thôi. Thì cái khiên này của mình nó cũng gần hẹo rồi, nên mình cần chế tạo một cái khiên mới luôn. Thì cái khiên mới thì công thức của nó sẽ như thế nào ta? Thì mình sẽ cần sắt, đúng rồi, cần sắt và cần gỗ thôi, đơn giản. Đây,
Ở đây thì mình có khá là nhiều gỗ. Mình sẽ chế tạo cái khiên mới. Đây, khiên này dùng cho nó ok các bạn ơi. Đó, bây giờ là thì các bạn nói với mình á là để làm một cái nhà kho dưới hang như thế này á thì nó sẽ gọi là tương đối sao ta, khó di chuyển, tại vì nó đi lên xuống khá là cực, nên mình quyết định là mình làm cái thang máy luôn các bạn. Đó, chỉ cần nhảy lên nhảy xuống thôi, đơn giản chưa. Và sau này thì mình xem mấy công trình ở trên nó cũng dễ hơn nữa. Ấy, hình như là ống được chữa trị rồi đúng không? Đúng rồi, để xem có phải ông dương này sửa chữa không nha. Thấy chưa, ủa còn có một luôn này các bạn. Còn có một quyển sách là mình đã được sách sửa chữa luôn nè. Ok, mình sẽ trao đổi luôn, ngại gì không trao đổi đúng không. Rồi, thì để xem coi mình còn bao nhiêu quyển sửa chữa ta. Quên, mình sẽ lấy cái này ra mà mình cho ông này làm việc tại đây luôn. Ông này sẽ làm việc ngay chỗ này. Ok, ông này muốn đi đâu thế này. Thì để xem nha. Bộ đồ mình thì full sửa chữa rồi, kiếm mình sửa chữa. À, cái rìu chưa này, cái rìu chưa có và cái cuốc chưa có. Ừ, cái rìu cái cuốc thì mình sẽ cần hai cái quyển. Thì mình nhớ là mình có hai cuốn sách dư luôn. May thiệt chứ. Rồi, let's go, let it go. Rồi, cho tôi ăn hai quyển nha. Đúng không? Phải là hai quyển đúng không? Một, hai. Trời ơi, sướng quá nhờ. Ơi, mình chỉ cần trao đổi ba cái này là ra kệ sách rồi nè các bạn. Mình đâu có cần phải tìm thêm kệ sách đâu đúng không? Rồi, mình sẽ bum kệ sách luôn. Bum. Rồi, mình có 12 luôn các bạn ơi. 15 là mình đủ cho cái bàn enchant trên kia luôn rồi. Đó, mọi chuyện đơn giản thế nhờ. Ui, sau này mình có thể đổi đèn cái này và sách ra ngọc lục bảo. Ừ, cái này cũng ok. Thì ông dân làng này thì mình hy vọng là ông sẽ làm việc tại đây. Mình thử xem. Tại vì sau này mình sẽ tận dụng ông này hơi nhiều ấy. Thấy không? Look at me. À, chắc là do cái bàn làm việc của ổng đã cố định sẵn ở trên kia rồi đó các bạn. Nên bây giờ ổng sẽ không có di chuyển lên xuống được. Ok. Thì bây giờ mình sẽ chắc là add vô cho hai cái cuốn sách sửa chữa này của mình. Ok. Chắc là như vậy rồi. Rồi, tập này thì bây giờ mình có thể là di chuyển đi tìm luôn được rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để mà mình lấy một ít thức ăn đấy và mình chặn cái đường đi lên cái đó. Mình sợ ông nhân lại ông đi lên quá. Và ít thức ăn đây. Chúng ta sẽ có khá là nhiều thức ăn nữa. Bây giờ thì mọi thứ ok rồi đó. Mình cần làm một cái hàng rào chặn cái đường đi xuống dưới đây nữa. Không cần đâu, dưới đây cũng an toàn mà, nên mình cũng không cần thiết phải chặn đâu. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đây xem coi là cái vật tổ trường sinh của mình có để dưới đây hay không. Tại mình sợ là mình để cái vật tổ dưới đây á. À, hình như là mình để dưới đây luôn các bạn ơi. Chắc chắn luôn á. Chứ không còn ở đâu hết á. Rồi, thì những cái đường này thì mình vẫn chưa dọn dẹp lại. Đó, chỉ còn những cái đường này thôi. Còn mấy cái đồ này thì mình bó tay rồi. Nó nhiều giả mang ấy. Và ok, hình như là mình để đường này nè. Chính xác rồi. Thì mình sẽ đem theo chắc là một vật tổ trường sinh thôi các bạn. Và mình sẽ add hai cuốn sách của mình vào luôn. Hai cái cây của mình luôn. Đầu tiên là cây cuốc của mình. Thứ hai là cái cây rìu. Và thế là mình đã full dụng cụ sửa chữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ phá phù phép hai cái cuốn sách này đi. Và sau đó mình sẽ enchant thử xem coi là mình được cái gì hay không. Được cái dòng nào ok hay không. Bum. Nặng nhanh màu và no. Bum. Bỏ về 3 cũng không cần thiết luôn. Ok, nói chung cái này cũng không ok lắm, cất luôn. Xíu mình đi tới thư viện á, thì mình nghĩ là mình sẽ tìm nhiều sách về. Ok, thì bây giờ có lẽ là mình sẽ đi lên trên thử rồi mình đi tìm luôn. Không biết là buổi sáng buổi tối nữa. Mình cho bọn mình ngủ thử xem. Ở đây có quái vật đang ở gần các bạn ơi. Mình thử đi xa chút xíu nha. Ở đây. Đó, biết ngay trời đang buổi tối mà. Rồi, ngủ một cái rồi sáng hôm sau thì mình sẽ đi tìm thôi. Hy vọng là cái cổng này nó gần gần nhà mình chút xíu. Đi cho nó đỡ bị xa các bạn ơi. Mình chỉ cần biết cái tọa độ của nó ở đâu là được. Let's go. Chúng ta sẽ đi lên bằng cái đường này. Không biết là mình đã đem theo đủ chưa. Có mũi tên rồi, có mũi tên rồi. Ok. Và oh my god. Sẽ là bắn nhau. Mình vừa lên. Hai tên này. Hey. Alright. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ thử xem. Biết ngay mà. Ê, mình hy vọng là ông này sẽ trao đổi cho mình tre. Không có tre à. Buồn thế. Không có gì luôn. Chạy đi, mình không cần nữa. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ thử nha. Cái mắt của Ender này thì nó sẽ đi theo hướng nào. Và đây chính là hướng có. Ui trời. Đây.
mình sẽ đi thẳng hướng này và khi nào tới thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Và các bạn ơi, mình mới vừa đi một chút xíu thì mình gặp một cái ông thương nhân lang thang ở bên đây nữa. Và các bạn xem đây, đấy, ổng cho mình chòi cây rừng. Trời ơi, lấy hết các bạn ơi. Mình sẽ cần hai chòi cây rừng đi. À, có nên tham ba chòi luôn ta? Đó thì khá là may mắn là cuối cùng cũng có ông trao đổi cho mình rồi. Trời ơi, thực ra là mình cần hai loại đó, chính là chòi cây rừng với lại là cái cây tre cơ. Nhưng mà ok, có tre cũng được. À, có chòi cây rừng cũng ok á, tại vì mình chưa tìm được rừng các bạn ơi. Rừng đó mình bây giờ là khá là hiếm luôn ấy. Đó, thì mình vẫn phải đi theo hướng này. Cũng khá là, có vẻ là nó sẽ khá là xa đấy. Và chắc là mình sẽ tua nhanh đoạn này nha các bạn. Và các bạn ơi, sau khi mình di chuyển thì mình nó đưa mình tới một cái vùng biển luôn, có băng luôn và có cả thuyền chìm luôn. Đậu xanh mà mình vẫn chưa tới nha. Hình như là xa nhà mình lắm rồi đó. 1000 mấy lóc rồi các bạn thấy chưa? Nhà mình là tầm 650 và 350. Mà bây giờ 1300 là 1600 luôn rồi. Giả man thật sự. Thì ở đây là có một cái chiếc thuyền để mình tranh thủ là mình đi khám phá luôn. Thì tìm được cái kho báu thì các bạn, đồ kho báu thì càng tuyệt luôn. Đó, sau này có gì thì mình có cánh là mình đi khám phá cũng được. Thật sự là giả man các bạn. Và đăng ký có băng nữa kìa. Đấy các bạn thể thấy không? Mình tới những cái chuỗi băng rồi. Và thật sự là khá là xa nhà mình ấy. Hy vọng là trên cái đường đi đó nó cho mình đi ngang qua cái rừng luôn thì là mình biết ơn luôn ấy. Rồi, ở đây thì toàn là mấy cái thừa thôi các bạn ơi. Và chủ yếu là cái rừng bên đây nè. Đây, để mình thở chút xíu. Và yes, chính là cái bản đồ kho báu. Và có cả la bàn nữa. Mình không cần la bàn đâu. Thì cái bản đồ này, ui, bản đồ này nó gần mình luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ở thì mình sẽ đi theo hướng hướng đông đúng không? Mình sẽ đi theo hướng đông. Đây. Hiện tại cái chữ hướng nó nằm ở đâu vậy ta? Mình lâu quá mà không chơi cái mình east. Đây. Và mình sẽ đi theo hướng đông. Đây là hướng nam. Đây là hướng nam và đây là hướng bắc. Ok. Và chúng ta sẽ có hướng đông là hướng này. Mình sẽ đi thẳng theo hướng này. Thì mình sẽ đi thẳng chút xíu nữa là mình sẽ thấy được hay sao ấy. Ok. Để mình thử nha. Ui, hình như có một khói băng khổng lồ luôn kìa. Ồ, căng thẳng vậy. Ui ui, khu này khu gì vậy? Khu này gì mà căng thẳng quá vậy? Ui cha mẹ ơi. No. No 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 no. No boy. No. Mà khu này là khu gì vậy ta? Mà có vẻ là mình sắp tới rồi đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chỗ này. Thì mình sẽ coi có cái rune nào không vậy. Là hay làm sao mà giấu được grass. Thôi, đồng quyền với mắt thì mình không có dùng đâu. Sẽ lấy hạt sắt. À ok, ngon lành liền. Trên kia có gì vậy? Thì bản này là bản 1.16. .5 các bạn, nên vẫn chưa có mấy con dê hay gì của bản 1.17 đâu. Đó. Nên vẫn chưa có được. Để mình thử nha. Ui trời, gần tối rồi hả? Đó. Sao mình đi theo hướng này hoài mà không tới vậy ta? Đúng là hướng đông rồi. Ok. Để xem coi. Và chúng ta tới cái vùng băng luôn rồi. Trời, mình đi lạc quá các bạn ơi. Có cả con gấu nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ ngủ đêm nay. Ok. Mình sẽ ngủ đêm nay cho nó an toàn chút xíu các bạn ơi. Không một cái là hẹo mình luôn. Alright. Tiếp tục thì mình sẽ đi theo hướng này. Thì mình sẽ cầm nó ở, hình như là đi thẳng hay một chút xíu thôi sao ấy. Ủa đâu? Cái này là mình đi lên hướng bắc mới đúng chứ. Trời ơi, mình bị gì vậy ta? Đây, mình phải đi lên hướng này mới đúng chứ. Đúng không? Lên hướng này mới đúng các bạn ơi. Mình sẽ bơi cho nó nhanh. Đây. Mình nhầm rồi, sao tự nhiên phải đi qua hướng đông nhỉ? Mình nhìn lộn hướng các bạn ơi. Cái này phải lên hướng bắc chúng ta mới tới được chứ. Và có vẻ là nhiều, càng ngày càng nhiều gấu bắc cực rồi đấy nhờ. Ờ kìa, cái cánh cổng kia đây rồi. Không sao đâu, mình cũng sắp tới được cái gọi là cái stronghold rồi các bạn ơi. Ok, stronghold. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi thêm chút xíu nữa. Tới chưa? Chưa à, nhìn cái chấm bự lắm rồi ta. Hình như là ở đằng kia đó. Mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ chính xác là không đâu. Nó vẫn chưa hiện ra cái gọi là cái màu bản đồ cho mình nữa. Nên mình nghĩ còn lâu ấy. Để có sắt này. Ok, tới một cái vùng biển có một cái chiếc thuyền đắm. Có bản đồ kho báu. Và có khá là nhiều thứ đặc biệt. Và đi qua mà mình không có tới được cái chỗ này luôn. Không hiểu sao luôn. Ấy, hình như nó nhúc nhích hơn rồi đúng không? Các bạn,
Hình như nó đã nhúc nhích hơn đúng không? À đúng rồi, chính xác là mình đã gần tới cái dấu X rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải quẹo qua hướng Tây nữa. Nãy giờ mình đi hơi lố. Đó các bạn thấy không? Ở đây mới là hướng Bắc này. Từ từ. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thích nhìn cái bản đồ chưa? Đó, mình tới nơi này. Nhưng bây giờ thì mình cần phải đi qua đúng cái hướng Tây. Bắc đâu? Đây, mình phải đi thẳng hướng này thì mình sẽ tới được cái bản đồ kho báu của mình. Đúng không? Chính xác rồi, còn gì nữa? Let's go. Sorry các bạn nha, hơi mất thời gian. Đó. Lây hoay trong cái đống này nó hơi mất thời gian chút xíu. Mình nghĩ là nó nằm đâu bên bên phía bên đây nè. Wow. Khá là gần rồi, chắc là mình sẽ tua nhanh đoạn này luôn cho các bạn đỡ mất thời gian hơn. Và màu bản đồ đây rồi. Không ngờ bản đồ nó lại nằm trong tuốt trong hốc thế này ấy, các bạn ơi. Mình không tin luôn ấy. Nhưng mình sẽ cần đi lên chút xíu nữa thì mình mới thấy được bản đồ các bạn ơi. Hình như đâu. Ở đây là có một cái ven biển đúng không? Biết ngay mà. Rồi. Thì chắc chắn nó nằm ngay ven biển này rồi. Mình mới vừa nghe tiếng lava nữa. Dã man thật. Hello. Và xe qua bên đây. Mình sẽ xây theo cái hướng đó mà mình nọ. Đây. Đây. Mình sẽ đi theo hướng này. Đó, và đây chính xác ở dưới chân mình đây là cái chỗ có bản đồ. Có cái room, đúng không? Đây, điểm chính xác chính xác. Và chúng ta sẽ có một trái tim biển cả. Chu choa tuyệt vời. Cái hồi chính nào, mình không cần đâu. Có cái TNT này. Mà TNT mình cũng không cần đâu. Chỉ là cái trái tim biển cả này thôi. Mình vấp luôn rồi các bạn thấy chưa? Và nói chung thì cũng ok ấy. Bây giờ có rùa kìa. Turtle. Ở đây thì lại là cái chỗ băng lúc nãy nè. Thực ra là mình đi không có chỉ đi vòng 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 thôi hay sao ấy. Ok thì bản đồ này khám phá xong rồi thì mình cầm bên người cho nó ok thôi. Bây giờ mình cần làm một thứ nữa là mình sẽ lấy rất là nhiều cát các bạn ơi. Thì mình cần phải làm một cái hệ thống mà thang máy nữa mà. Nên mình sẽ cần tương đối là nhiều cát á. Cát nhà mình hết rồi, mình đi ra sa mạc thì nó cũng gần ấy. Không có quá xa đâu. Nhưng mà tranh thủ ở đây thì mình lấy thêm được một hai stack thôi. Ở đây thì mình sẽ vứt ván gỗ này đi, đất này đi. Ăn còn một cục và ráng ăn cho hết các bạn ơi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đây, lấy thêm gọi là một ít cát nữa. Khu này có nhiều cát nên mình tranh thủ mình khai thác các bạn ơi. Đây, ăn quả này nữa. Nói chung là được tầm 2 stack máy ok rồi đó. Rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Cái cuộc hành trình đi tìm stronghold các bạn ơi. Và để xem coi nó sẽ hướng dẫn mình đi hướng nào. Và mình sẽ quay lại hướng này. Ok. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ tua nhanh đoạn này luôn nha các bạn. Và các bạn ơi, có vẻ như là mình đã tìm được stronghold ở đâu rồi. Chính xác là ở dưới đây. Nó đã bay thẳng xuống dưới đây rồi thì mình nghĩ là phần trăm khá là cao là sẽ dưới đây đó. Và mình quên đem đuốc à? Có đem đuốc mày thế. Mình đem khá là ít nhờ. Sao mình lại quên cái thứ này được nhờ. Thì bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống dưới đây. Hy vọng là mình thấy một cái mỏ than. Cho một mỏ than đi mà. Đi mà có được không? Không có đâu các bạn ơi. Năn nỉ cũng như không à. Thì đào xuống thế này thì... Ôi ui. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Sự năn nỉ của Rex cuối cùng cũng đã được phản hồi rồi. Một cục, hai cục ớt chết mà có đem gỗ không nhỉ? Không có đem gỗ thì sao? Hình như trong hole dưới có gỗ mà. Không sao, mình chỉ cần có than là được. Alright. Thì không biết là mình đào kiểu này thì mình thấy được hay không nữa. Đây, đây, đây. Rồi, đó, như vậy. Bỏ mấy cái thừa này ra và nhặt lại than thôi. Tiếp tục thì mình sẽ đi xuống dưới đây. Ở kìa. Sao lại khách sáo như thế? Thiệt tình. Cái tròn ho này khách sáo với mình quá các bạn ơi. Không sao, không sao, không sao. Lấy thêm. Cho thì lấy thôi. Cho mình nhiều vậy. Thôi được rồi, xin có một miếng à. Xin một miếng cho mình hơn stack luôn. Dã man thật sự á. Bỏ cái này. Tiếp tục lấy than. Thôi, như đây thôi. Mình thật sự là đào than cũng biết mệt đó các bạn. Oh my god, tròn ho kia rồi, tròn ho kia rồi. Bum. Ok, quên lấy kiếm nãy giờ nữa chứ. Ghê chưa. Ok, đọc cây đúc ở đây. Cây đúc ở đây. Đó, thì mình đã tới được chỗ này rồi. Bây giờ thì mình cần mình nên cầm cái vật tổ trường sinh ở trên tay trái thì ok hơn á. Nhưng mà không cần đâu. Mình nghĩ là không sao đâu, không sao đâu. Ok. Coi tay. Mình nghĩ là mình sẽ cần bỏ một vài thứ ở lại để xíu mình lấy gỗ các bạn ơi. Ví dụ như là hạt sắt này, cũng như là những cái xương này. Tại sao mình ngu như vậy? Không, mình nhầm. Tại sao mình dại khờ như vậy? Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đường đi. Ok. Ui cha mẹ ơi.
đón khách kiểu gì vậy? À, dám đón khách kiểu này à? Được lắm. Bắn tao một phát, tao sẽ trả một phát. Oh my god. Oh my god, oh my god, mình tới nơi này nè. Nhưng mà có mấy thanh niên này hiếu khách quá này. Cho mình hẳn mấy cái mũi tên luôn. Cho hẳn mấy cái mũi tên. Ê, không có vui nha bạn. Không có vui nha bạn. Chết rồi, chết rồi. Ok. Giờ mình sẽ đi xuống đây. Ơ, tới thư viện luôn kìa. Đừng có đơn giản như thế chứ. Để cái bật lùi rồi, con creeper nó mệt luôn rồi. Mày hả? Mày là dancer à? Sao mày mang cái đôi dài chất lượng vậy? Mày. Ok, tụi này đông quá các bạn ơi. Phía kia là gì vậy? Không biết, chỗ này thì mình chưa đi nhiều nhưng mà ở đây có thư viện rồi. Để chúng ta sẽ khám phá thư viện thôi. Ok, mục tiêu của mình chỉ là hai cái thôi. Thư viện và... và... chính xác là và... thư viện và cái cánh cổng các bạn. Ý mình là như vậy. À, có đường rồi. Thì cho tôi Umbrella hiện ra mấy cuốn sách còn ngon chút xíu nha. Ở đây có khá là nhiều sách nên mình có nên khai thác không? Có cái nào ở dưới có kim cương cho mình không ta? Tập này nãy giờ mình đi cũng mất nhiều thời gian rồi đó. Chỗ này đó các bạn. Và đây là tọa độ đây. Đó, các bạn có thể tới tọa độ này để mà gọi là tìm cái thư viện này. Thì ở đây thì mình đồ thường của mình thực sự là rất là nhiều rồi. Nên quyết định là mình sẽ mở rương ra và chậm hỏng ba à. Mình có cuốn sách nào chưa có chậm hỏng không? Chậm hỏng ba. À, cái kiếm mình chưa có chậm hỏng nè. Cái kiếm chưa có nè. Cái sản cũng chưa luôn. Chính xác là mình sẽ cần cái này khá là nhiều. Ui, có cả quét cạnh ba nữa. Sao lại hiếu khách như vậy à? Bản đồ này chắc mình sẽ bỏ lại. Lấy sách và mình sẽ lấy hai quyển này luôn. Ôi các bạn, giờ mà mới biết tác hại của cái việc mà thuộc bây giờ không đủ hành trang ấy. À, bây giờ mình sẽ đi lên tầng này và mình lấy thêm. Ở đây còn nè. Đây, chính xác. Ở đây còn không? Ở đây có một cái đường nữa này. Tren tren. Chậm hỏng nữa à. Và cái này thì mình không có, cuốn này thì mình không cần đó các bạn ơi. Cuốn này thực sự không cần. Thì mình đã có cuốn sách cây cung sức mạnh rồi. Nhưng mà thôi, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vậy. Bây giờ là mình đang khá là nhức đầu trong việc nên bỏ lại cái gì đây. Nên sẽ bỏ lại một stack than đi. Tại vì than thì cũng dễ tìm ấy. Và có cái này nữa. Lấy hai cái quyển này. Alright. Có nên lấy thêm sách không nhờ? Mình nghĩ là việc gì là không đúng không? Sau này mình sẽ cần khá nhiều sách để enchant á. Nên mình sẽ lấy tầm ít thôi. Chắc tầm mười mấy, 20 stack gì đó. Ok. Rồi, lấy cái đống này nữa. Chắc mình sẽ lấy tầng trên các bạn, tầm 2 stack thôi. Lấy nhiều quá là hơi kỳ. Sau này mình có thể đổi nhiều sách hơn mà. Nên mình lấy ít thôi. Ok, tầm 2 stack thôi là được rồi. Rồi, đi xuống thôi. Nhưng mà sao cứ cho có một rương vậy ta? Ít thế nhờ, mình nhớ là hồi đó mình có đi trúng cái gọi là cái stronghold mà nó có chứa cả hai cái rương cùng một tầng ấy. Cái gì vậy? Không có vui nha. Ok. À, thế là mình khám phá xong cái thư viện này rồi. Bây giờ mình thử tìm cánh cổng mà mình nhớ cái tọa độ rõ ràng cánh cổng thử xem. Cái đường đi này thật sự là nó rõ ràng đó nhờ. Đáng sợ thế nhờ, mình thử đi vào trong đây. Xem coi mà có được đưa tới đâu hay không. Ghê quá các bạn ơi, thật là đáng sợ mà. Cái này là cái đường cục. Ờ, à, đường cục, tất cả đều là đường cục. Tiếp tục thì mình sẽ mở cánh cổng này và đi thôi. Chắc mình đào nó ra đông quá à. Thiệt tình. Vậy thư viện coi như là mình khám phá xong rồi ha. Được 4 quyển sách. Ôi trời ơi. Ui da. Mày. Trời. Bắn nhỏ con cá nhỏ bay tới đó luôn các bạn ơi. Quá đáng thật sự. À, trên đây có phải là một đường đi không đó? Không phải. Thôi đừng có trả thù mà. Đừng có trả thù mà. Ok. Ở đây chúng ta sẽ còn đường đi bên đây. Ăn một ít. Thư viện thứ hai các bạn ơi. Chú cho mà ơi. Ngon lành liền. Có thư viện thứ hai để mà mình xử lý luôn. Ha ha. Đấy, cái đường thứ hai đây rồi. Và cũng rất là quý giá đấy. Ok. Để xem coi ai. Tại sao là như vậy hả? Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao? Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao? Ai da. Ok.
À, thiệt luôn hả? À, đây rồi. Mình tưởng mình không có thấy cái rương nữa chứ. Ok. Rất là quý giá luôn. Thực ra chỗ này rất là quý giá. Thì đây là cái tọa độ thứ hai đó các bạn. Thì mình nào muốn khám phá cái thư viện mà quý hiếm này á, có nhiều đồ VIP này á, thì các bạn có thể tới tọa độ này nha. Ok, thì bây giờ thì mình lại đi ra cổng khác thôi. À, cảm ơn thư viện này, những cái sự mà quý giá của thư viện này trao cho mình không có quên được đâu. Ok. À, cái này là một cái đường à? Really? Trời ơi. Tới tầng có redstone này nè. Nhưng mà lại không có kim cương thì thôi. Mình cũng lười đi mang nha bây giờ quá. Có một đường đi lên. Hình như là thư viện à? Thư viện đúng không? Chính xác là thư viện các bạn ơi. Và chỗ này hình như mình mới đi rồi đúng không? Đúng không ta? Phải không vậy? À đúng rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình đi lại cái chỗ cũ giả man thật. Và mình vẫn chưa tìm. Ok, một cái đường đi à. Chưa tìm thấy được cánh cổng nữa các bạn ơi. À, có vẻ là khá là hiếm nha. Công nhận là thư viện trong cái này thì dễ tìm ấy. Cánh cổng thì cái cửa này nó đưa mình vô tù luôn các bạn ơi, thiệt. Rồi, ở đây thì có khá là nhiều ngục tù. Thì những cái ngục tù này thì có rương rồi này, cuối cùng cũng có. Ui. Ui, cái rương này chất lượng vậy. Wow. Ui, không ngờ luôn các bạn, cái rương này chất lượng quá à. Giáp ngựa kim cương này. Wow. Amazing. Amazing, good job nha. Bỏ lại cái nào đây, bỏ lại cái nào đây? Bây giờ là mình không thể bỏ lại cái nào luôn rồi đó, nên quyết định bỏ cát hả? Bỏ cát có nên bỏ cát không? Hay bỏ khiên đi, bỏ khiên đi. Quyết định sẽ bỏ khiên. Trời ơi, cuối cùng cũng có một cái rương chất lượng hết chưa? Bao nhiêu khó khăn gian nan thì mình cũng đã được đền bù. Ui, có một cái nè. Cái cương. Sắt cũng được đi. Ok, không tệ. Ở đây thì là đường đi đâu đó? Đường này là đường đi tù các bạn ơi. Ok, mình sẽ không đi đường này nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay ngược lại chỗ hồi nãy, tìm thêm đường thôi. Trời. Cái thằng này. Are you kidding me? Bên trái, bên phải còn đường này. À không, mình nhầm, không còn đường đâu. Bên đây thì không còn luôn. Vậy là mình đã đi tới đường cục rồi. Tuy là có một cái rương tuyệt vời thiệt đấy, nhưng mà lại là đường cục và không cho mình thấy cái stronghold. Tài thiên xã của mình đến lúc phải diễn ra rồi. Giỡn mặt hả? Ok, bây giờ thì mình cần thêm gỗ các bạn ơi. Give me some wood. Gỗ đó rồi. Không xong rồi. Thư viện đây rồi, chắc là mình sẽ khai thác gỗ từ thư viện này. Alright. Nãy giờ thì mình không tìm được đồ luôn rồi, chả mang thật sự. Mình sẽ bỏ lại cái mấy cái vườn mình mới nhặt được. Mình sẽ cầm cái này bên tay trái đi. Để mình lấy gỗ các bạn ơi. Lấy gỗ mình làm thêm ít ít đuốc. Chứ giờ này nghèo quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần thêm một stack đuốc nữa. Chưa đủ này. Thôi. Không, người ta đang đang chế tạo à. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ thêm ít than lên. Chúng ta sẽ có thêm ít đuốc. À, 32 thì à. Không tệ đâu, không tệ, không tệ. Rồi, còn đường nào không vậy? Cho mình thêm đường đi. Hơi ít đường đó nha, hết đường á, mình feedback lên á, toàn cái chỗ này đó. Thì là không không có nút bấm à? Dã man thật sự ấy. Đi theo đường này về cái chỗ cũ hồi nãy. Chỗ này thì mình không có đi được. Chỗ này thì là không có đi được luôn. Còn chỗ bên đây mình chưa đi đúng không? Đúng vậy. Thì mình cũng nên không đi đường, không nên đi đường này đâu. Và thiệt tình, chúng ta dường như là đi tới những cái ngõ cụt rồi. À, không hẳn. Cha ơi ơi, đừng 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 như vậy mà. Kachima, Kachima. Kachima, Kachima. Ok. Rồi, tới được một cái chỗ có cái vòi nước thế này, cái bồn nước thế này thì mình nghĩ là cũng sẽ là đường cục nhỉ. Hello. Hello. Bắn không? Thích bắn không? Bắn người ta hoài. Có làm gì đâu mà bắn hoài à? À.
thử tài hiện xạ đúng không? Pew pew. Ok. Và chỗ này là sẽ đi tới chỗ này. Và chỗ này là một cái đường cục à. Đừng nói với tôi là đường cục nha. Ui, cái đường này nó hơi mê cung chút xíu các bạn ơi. Hy vọng là nó đưa mình. Nó đưa mình. Ô, thế là mình không thấy được. Nãy giờ không tìm được cái cổng luôn. Trời ơi, đen thật sự ấy. Đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ chắc là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này. Và hy vọng là mình có thể tìm được cánh cổng các bạn. Ok thì let's go. Bây giờ từ từ mình đi ra chỗ này cái đã. Mình xem coi mình đang ở đâu thì mình mới tua nhanh được các bạn ơi. Rồi, mình đã đi tới chỗ này rồi. Có lẽ là mình sẽ tua qua cái đoạn này thì mình sẽ cố gắng tìm thử xem có tìm được cái cánh cổng hay các bạn. Và các bạn ơi, từ từ mình phải đánh nhau lại mấy con bạn này cái. Ok. Và đánh nhau tụi này cái đã. Thì mình đã tìm được cánh cổng rồi. Ôi, có mấy con rận này thì các bạn biết rồi đúng không? Con rận bạc đúng không? Mình không biết nữa. Phải gọi là con rận không ta? Đây, mấy con này nó có rất nhiều nè, mình phải giữ cái lồng spa của nó. Đây, nó có một cái rương mà mình chưa lấy nữa, từ. Đó, thì mình cũng đã tìm được cánh cổng rồi. Cũng khá là gần ta, mình đi cái chút xíu rồi mình thấy rồi các bạn. Và ten 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 ten. Đó. Mình sẽ kích hoạt nó luôn. Wow. Nhưng mà mình chưa có vào đâu các bạn ơi. Mình chưa có đủ khả năng để mà vào đánh nhau đâu. Vào là kiểu nào mình cũng toan ấy. Thì mình để mình ghi nhớ tọa độ cái. Xem chứ mình quên rồi. Thì 1385 tầng 23 và 1910. Đó, ok. Thì đơn giản thôi. Khi nào mình muốn tới đây thì mình bật lại cái video đoạn này là mình sẽ biết thôi. Ở đây thì có ít sắt cho mình. À, bên đây thì sao? Ở đây là đường cục à. Còn đường nào không? Ở đây. Bên đây còn đường này. Ô, chỗ này còn rương nữa này. Và cái rương này thì không có gì hết cả. Ok. Đó, video cũng đã dài rồi, chắc là mình sẽ tranh thủ mình khám phá nhanh nhanh luôn. Hello. Đó. Thì từ cái bục này á, các bạn đi thẳng vào trong đây là sẽ tới thôi. Đó. Ở đây nó có khá là nhiều đường nè. Cái chỗ đó cũng bắn được tao à. Mày. Này. Đúng là giang hồ à. Ok. Thì không biết là xung quanh đây còn cái gì cho mình khám phá hay không. Cái trong hoa này tương đối to đó các bạn ơi. Nó không có nhỏ đâu. Hơi bị to luôn. Và dưới đây có cả khách nữa nè. Cầm cây sẻng mà chơi với cây kiếm à. Ok. Hình như là mình bị lạc vô trong cái chỗ nào rồi đó. Ôi cha. Ở đây thì ôi mình đi tới cái chỗ nào vậy. Cái này như tầng sâu lắm đúng không. Tầng 11 luôn rồi. Và nó có rất là nhiều cái hành lang rộng thế này. Ok. Đánh nhau tụi này cũng mệt thật sự các bạn ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ cắm đuốc sáng sáng chút xíu. Còn có 4 cây đuốc thôi. Dám đứng gần nhau á. Chém một phát hai đứa luôn. Ok, chỗ này đi rồi. Và chỗ này. À, vậy là mình khám phá xong rồi. Thì chủ yếu là mình tìm được hai cái thư viện và một cái cổng là mình nghĩ là cũng đã gọi là nhiệm vụ thành công rồi đó các bạn ơi. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ chắc là ghi nhớ tọa độ rồi trong những tập sau thì mình sẽ đi khám phá thôi. Ở đây thì có một cái chỗ để mình đi mai nè. Nhưng mà thôi, tập này thì chắc là đủ dài rồi. Thì có lẽ là video của mình tới đây kết thúc. Trời, sao bắn mình nhiều mũi tên vậy. Thì nếu bạn nào thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như subscribe và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn phía bên dưới nha. Ok thì tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.